rất là nhiều anh chị khoái em X7, nhưng mà hôm nay em về luôn em X9 đây anh chị. Sau kẹt X9 đó, hỗ trợ mic 48V luôn đó, đẹp không, màu đen và full tiếng Anh luôn, không còn cái tiếng Trung Quốc nữa đó. Rồi em bỏ xuống đây, rồi ở đây kết nối với lại hả SM8B, thì hướng dẫn anh chị kết nối như thế nào cho đơn giản ha. Đầu tiên đem về thì hả micro tất nhiên phải có một cái dây Canon như vậy ha anh chị, để mình kết nối micro trước nè, gắn vô. Và phải là hai đầu Canon nha, tại vì mic 48V ha anh chị là phải sử dụng hai đầu Canon. Thì trên cái con sao kẹt này đã hỗ trợ mic 48V luôn rồi, nên là mình không có cần phải mua thêm nguồn gì đâu, gắn vô cho em. Rồi ở đây 48V switch nè, mình bật lên luôn. Cái này là em bật sao kẹt lên, là cái nút này mình gạt qua on nè, hai cái nút này mình gạt qua on hết. Rồi đó, mic nó sẽ nhận vô ha anh chị. Đó. Rồi, thì khi nó đã nhận rồi, mình sẽ cắm tiếp theo là tai nghe. Đó, tai nghe. Tai nghe là em sẽ cắm vô đây. Đó, đây cầm lên. Thì anh chị nhìn nè. Đó, headset, ngay chỗ cái headset nè là mình sẽ cắm vô ha anh chị. Cắm vô. Rồi, cắm cho sát nha. Tiếp theo nữa là dây livestream. Đó, trong bộ sao kẹt đã có sẵn cái dây này luôn. Hai dây này là đó, một cái dây để mình gắn vô máy tính nè. Một dây là tai si tu tai si để mình gắn livestream điện thoại OTG không cần bóc line luôn. Đó. Cực kỳ ok. Rồi, em gắn một đầu vô đây ha. Là cái này là em đang sử dụng điện thoại iPhone nên là em phải gắn vậy ha. Rồi tiếp theo nữa là em gắn vô trong cái cổng line. Rồi, đơn giản vậy thôi. Là bây giờ em sẽ gắn vào trong cái điện thoại đang quay phim ở đây ha anh chị. Rồi đây anh chị, bây giờ em đã kết nối gắn cái dây đó vào trong điện thoại đang quay phim ở đây nè anh chị. Thì trên cái con sao kẹt này thật ra là mình lấy nhạc mình không cần cắm trực tiếp luôn. Mình vẫn có thể sử dụng bằng một cách là mình chỉ cần kết nối Bluetooth bằng một chiếc điện thoại khác là được ha anh chị. Và cái cả laptop của mình có Bluetooth là mình sử dụng được luôn. Có nhiều hiệu ứng ghê luôn. Đó, quá trời luôn. Còn ba cái nút này mình có thể custom nè. Ví dụ như nè. Hello, tôi là Batman. Rồi em nhả ra ha. Em bấm vô lại nè. Hello, tôi là Batman. Đó, anh chị thấy hay không? Rồi bây giờ em sẽ kết nối Bluetooth nè. Kết nối Bluetooth với cái con này thì đơn giản, mình sẽ vào Bluetooth mình tìm X9 Music, bấm vô kết nối. Rồi, đã kết nối thành công rồi đó anh chị. Bây giờ lên một bài nhạc test thử ha. Đó, bao ok luôn. Lắm. Trời ơi, quảng cáo nữa. Vô. Lên nè. Điều dân tình người ơi sẽ thông. Vắng xưa vẫn miên sâu trong đầu Thời gian không thể xóa nhòa đôi ta, có chăng chỉ là mơ vài đi theo tháng năm, rồi khi tình ra mới chợt nhận ra quá khó để quên đi một thời. Đêm mù tối na 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 na, rất là hay luôn anh chị. Thì đây là cái cách kết nối đơn giản nhất để mình hát livestream với lại một cái em X9 như vậy, và cộng thêm là cái em Tacta SM8B. Thì anh chị nào mà muốn kết nối, muốn biết cách kết nối thì chỉ cần xem clip này của em là ok ha. Xin chào.